Bên em bán chiếc xe này nha các bác. Các bác nhìn phía đằng sau trước nhá. Và các bác nhìn cái chế độ hoạt động của cái cốp sau này trước. Đây, em này hạ xuống cho các bác xem này. Đấy, em hạ xuống cho các bác xem. Đấy, cốp điện hoàn toàn luôn các bác ạ. Kể cả như mình có thể bấm vào bên trong và có mình bấm trực tiếp vào đây. Chiếc xe với form dáng rất đẹp luôn. Các bác nhìn đây thì mình liên tưởng đến chiếc xe gì ạ? Sẽ rất nhiều người liên tưởng đến chiếc xe mang tên là Range Rover đúng không ạ? Đây, chiếc này nhá, khi em mở cửa ra đấy ạ. Khi em mở cửa ra thì là cái phần bậc lên xuống thì nó tự nó hạ ra này. Và khi đóng vào nhá, đóng vào thì thứ nhất là cửa sẽ tự hít vào. Đấy, cửa tự hít vào và cái này sẽ tự đưa lên này. Đấy, tự đưa lên, có hay không ạ? Chiếc xe này còn rất là mới luôn nhá, mới chạy được có mấy vạn thôi, mấy vạn km thôi. Lốp vẫn còn nguyên theo xe. Đây, lốp này vẫn còn nguyên theo xe nhá các bác. Và bên giờ là phần nội thất bên trong. Đây các bác nhìn này. Chẳng khác gì những cái mẫu xe nhiều tỷ cả đúng không ạ? Chẳng khác gì những cái mẫu xe nhiều tỷ. Thế mà chiếc xe này bên em bán chỉ có là loanh quanh 500 thôi. Đợt trước bên em vẫn bán loanh quanh trên dưới 500 triệu cái mẫu xe này. Và bây giờ thì cũng vẫn bán tầm giá khoảng đó các bác nhá. Trên dưới 500 triệu thì mình có thể là mua được chiếc xe này rồi. Đây các bác nhìn cho em những cái vị trí mà chiếc xe này nó thiết kế lắp đặt ra này các bác này. Đấy, cần số thụt thò nhá, đây là cần số nhá. Đây, hiển thị điện tử, phanh tay điện tử. Và ở vị trí này có rất là nhiều chức năng khác. Có rất là nhiều chức năng đây. Màn hình Android cỡ lớn, đề đổ thông minh start top. Đấy. Và đây, các bác nhìn này. Ở trên vô lăng tích hợp rất là nhiều những cái tính năng khác, có đàm thoại dành tay này, rồi có đi ga tự động cruise control này, rồi chỉnh lách bài này, rồi có gẩy số ở trên vô lăng này. Và cái màn hình này là cái màn hình điện tử nhá, rất là nhiều giao diện. Và em có thể là cho các bác xem. Đây, em ấn nút start top nhá. Đây, Út đã ấn này. Đây, ấn nút này. Ấn này, một phát này. Phát thứ hai nhá. Ấn phát thứ hai này. Đấy, sẽ hiển thị ra cho các bác như thế này. Đấy, các bác thấy có hay không ạ? Đấy, điều hòa auto nhá. Và mình có thể điều chỉnh gió ở trên đây. Đấy, điều chỉnh gió như đây nhá. Đấy, điều chỉnh gió đây, các bác nhìn này. Đấy, đây mình ấn đây là mặt và chân này. Đấy, đúng không ạ? Thôi rồi, em giới thiệu cái vị trí khác đi, vị trí này đi. Đấy, đây, các bác xem nhá. Em có thể là đổi giao diện cho các bác xem này. Đổi giao diện khác này, đổi giao diện khác ở trên cái màn hình Tableau này. Màn hình Tableau này, các bác nhá. Đây, em đang bấm giữ, có nghĩa là như này nhá. Các bác mình bấm giữ ở đây thì nó sẽ tự điều khiển cái vị trí ở trên đây. Các bác nhá, sẽ tự điều khiển cái giao diện này. Đây đi. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Hay chưa đúng không ạ? Hay chưa? Nút này nhá, cái nút này là nút trở về, nút này là nút tiến lên. Đấy, thêm một lần nữa này. Còn một hai giao diện nữa cơ. Đấy đúng không ạ? Mình có thể điều chỉnh giao diện nhá. Đấy, đây là mình đi ga tự động cruise control. Khi mình muốn đi ga tự động, mình không phải đạp chân ga đấy. Mình không không muốn đạp cái chân ga kia. Đấy các bác nhá, không muốn đạp chân ga kia thì mình có thể mình điều chỉnh cái cần này. Đấy các bác nhá. Vị trí này là có AUX này, rồi USB này, rồi cổng điện ra 12V này. Và đây là cốp đồ này các bác này. Đấy, cốp đồ, đấy, cốp đồ này. Có rất là nhiều những tính năng, rất là nhiều những cái công nghệ được thiết kế lắp đặt ở trên chiếc xe này. Đây các bác nhìn này. Đấy, có ghế điện được thiết kế ở đây nhá. Và có cửa sổ trời panorama toàn cảnh luôn các bác nhá. Toàn cảnh luôn. Mẫu xe gầm cao, 5 ghế ngồi, số tự động. Đấy, và các bác mình lưu ý cho em là chiếc xe này là thiết kế lắp đặt máy và động cơ của hãng Mitsubishi Nhật Bản 2.0 Turbo các bác nhá. Cho nên là nó rất là lành, nó rất là bền và nó cũng rất là dễ về đồ đạc. Đồ đạc thay thế sửa chữa nó cũng rất là dễ rẻ thôi các bác nhá. Đây ghế điện này các bác này. Đấy, xe trang bị có ghế điện này. Đấy đúng không ạ? Đây, sàn của xe thì vẫn là sàn nỉ đây. Đây vị trí này là vị trí về khóa trẻ em này. Đây là chỉnh điện sáng tối này, còn đây là cốp điện nhá. Mình có thể ấn mở cốp ở đây. Đấy. Rất là nhiều. Túi khí thì xung quanh xe luôn các bác nhá. Xung quanh xe luôn, túi khí xung quanh xe luôn. Con này thì bên em đã cho rút hồ sơ và các bác mua về mình chỉ việc bấm biển. Con này gốc thành phố, mình mua về Hà Nội, Sài Gòn ok các bác nhá.
đây rất là nhiều này các bác nhìn này, ở chỗ này là chỗ mà mình có thể để đồ đấy, tì tay xịn, tất cả nội thất bên trong là còn nguyên bản các bác nhá. Nội thất chiếc xe này là nguyên bản, máy số của xe là nguyên zin, máy số nguyên zin nhá, chưa làm lại đâu đấy, chưa động chạm gì đâu các bác nhá. Kính của xe cũng vậy, cũng là vẫn là kính zin này, vẫn là kính zin. Lốp của xe cũng vậy, vẫn là lốp zin theo xe cả dàn bốn quả luôn đấy. Và ở đây là thiết kế dạng đèn led các bác nhá. Ở trên cũng vậy, thì em sẽ quay phần trên cho các bác xem. Cái gối đầu lại tháo ra thế này. Vâng, đây là cái gối đầu cắm lên trên đây các bác nhá, cắm lên trên đây. Đấy, chiếc xe này được thiết kế chỗ này có vị trí điều chỉnh gió nữa này các bác này. Đấy, điều chỉnh gió nữa nhá. Đây, đây các bác nhá. Đấy, thì em sẽ quay phần máy cho các bác xem nhá, và cũng sẽ mở tất cả cánh cửa, mở cốp nữa ra luôn. Đây em sẽ đi một vòng xung quanh đối với cái mẫu xe này để cho các bác xem này. Đây mở cốp ra. Cốp thì mình phải tắt chìa khóa đi thì mình mở được cốp nhá. Đây đèn này. Và chiếc xe được thiết kế lắp đặt có camera 360 độ. Đấy, camera ở đằng này. Đấy, về phía sau này, rồi cảm biến, rồi camera ở phía này nhá. Camera bốn xung quanh xe luôn. Chiếc này thì cũng đã được lên một bộ năng rất là ngầu rồi. Tất cả bốn cửa đều là cửa hít các bác nhá. Và chỗ này là nút bấm từ này, mình chỉ cần là chạm tay đây thôi thì không cần phải dùng chìa khóa, chỉ cần là dùng tay chạm vào đây thôi thì là có thể là mở cửa nhá. Đây đèn led này có cụp gương nhá. Đấy, đăng kiểm của xe thì cũng hết rồi. Đấy, sau video này thì em sẽ nhưng mà các bác mình về mình đi sang tên tiện mình đi làm đăng kiểm luôn các bác nhá. Đấy, cảm biến xung quanh xe ở trên cũng có cảm biến luôn. Và đây là phần đầu của chiếc xe, đây các bác xem này, đây là phần đầu chiếc xe nhá. Nhìn giống chiếc xe vài tí không ạ? Em đi đổ xăng nó thật đấy các bác đấy. Là em đi đổ xăng em đổ 200.000 chiếc xe này. Đấy, người ta bảo em bảo là sao xe sang, xe xịn, xe nhiều tiền này mà đổ có 200.000 đúng không ạ? Nhưng thực ra thì mọi người biết đâu, mình bán xe mà đúng không ạ? Bán xe thì chỉ cần đổ 200.000 là được rồi, là thoải mái rồi. Các bác đến chạy thử thoải mái rồi. 200.000 thì các bác thử thoải mái luôn, cũng chưa hết được xăng. Đây cam 360 độ này các bác này. Đấy, xung quanh, tất cả xung quanh xe nhá, cam 360 độ. Tí em sẽ quay động cơ, em sẽ quay phần máy cho các bác xem là có phải đúng là chiếc xe này thiết kế lắp đặt của hãng Mitsubishi không nhá. Riêng máy và số của xe là của hãng Mitsubishi luôn. Đấy, tí nữa các bác sẽ được xem, được nhìn, được chiêm ngưỡng cái động cơ của chiếc xe này. Đấy, xem quả tim của chiếc xe này ra làm sao, đúng không ạ? Còn bây giờ em sẽ đi chi tiết. Và trước khi đi vào chi tiết thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh này, kênh YouTube đấy ạ. Và các bác hãy nhấn theo dõi trên trang fanpage nhé, để cùng đồng hành và theo dõi đến những chiếc xe khác nữa của siêu thị ô tô Hải Dương. Đấy, siêu thị ô tô Hải Dương nằm ở tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương nhá. Rất nhiều xe để cho các bác đến xem mình tham khảo lựa chọn. Rất là nhiều luôn ạ. Và đợt dịch bệnh, một số nơi thì em thấy là đi lại được rồi. Một số nơi thì mình vẫn chưa được đi lại, chưa đi lại được đúng không ạ? Đấy, có bác nào mà chưa đi lại được ấy thì bên em có chương trình ship xe tới tận nhà, mang xe đến tận nơi để các bác xem, mình kiểm tra và xem thấy ưng thì lúc đấy mới xuống tiền để mua, không ưng thì bên em lại đưa xe về các bác nhá. Đấy. Còn đợt này em thấy là cơ bản đến tầm khoảng 80% là các bác đã mình đi lại được rồi, còn 20% một số tỉnh thì chưa đi lại được rồi. Đấy. Hiếm có cái tỉnh mà chưa đi lại lắm, còn cơ bản đi lại hết được rồi các bác ạ, thông chốt hết rồi. Dịch bệnh cũng đã kiểm soát, cũng đã được kiểm soát ổn định rồi, đúng không ạ? Bây giờ em sẽ quay chi tiết nhá. Quay chi tiết từ quang này. Riêng về xe đấy ạ, riêng về những chiếc xe ô tô mà của bên em bán ra thì bên em đều cam kết, đều đảm bảo bảo hành cho các bác luôn về những vấn đề như là an ninh pháp lý này, rồi về lỗi đâm đụng này, lỗi va chạm này, rồi lỗi ngập nước của những chiếc xe ô tô cũ của bên em bán ra nhá. Những chiếc xe đã qua sử dụng của bên em bán ra là đều được bảo hành như vậy. Để cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, với chiếc xe này đấy thì là hoàn toàn là không lỗi rồi. Và thân vỏ của xe thì là hoàn toàn là không lỗi các bác nhá. Đấy, có kêu loang quang luôn. Và sơn zin của chiếc xe còn cực kỳ là nhiều. Đấy, chiếc xe zin đẹp còn mới nguyên. Đây, bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác xem này. Ở cái phần tắp ly chỗ này đấy là thiết kế bằng loại chất liệu da cao cấp nha các bác. Và phía trên này được mạ chrome sáng bóng này, đây mạ kim loại này, rất là sáng bóng này, loa check này các bác nhá.
Đấy, và chỗ này được thiết kế có một cái hộp để đồ này. Đấy, rất là hay. Và vị trí này các bác nhìn này. Đấy, rất là sáng bóng này. Đấy, viền kim loại hết này các bác này. Ok chưa? Loa âm thanh nghe đại chất luôn. Nghe cực thích luôn. Bác nào có chương trình mình muốn đổi xe bên em đều đổi nhá. Các bác có cái xe cùi cùi nào đấy, hoặc là các bác mình có cái xe nhiều tiền thì bên em sẽ cắt thêm cho. Bác nào mà có xe ít tiền muốn đổi chiếc xe này bên em thì bên em lại đấy, các bác ít, các bác có xe ít tiền thì các bác cắt thêm, các bác có xe nhiều tiền thì em cắt thêm, đúng không ạ? Là như vậy nha các bác. Ở chỗ này được sơn màu đen giống như là một số những mẫu xe Land Rover đấy ạ. Nó cũng sẽ có cái nước sơn màu đen ở khu vực cột này. Đấy, và răng này nhá, cái răng này là một cái loại răng giống như mẹc đấy các bác. Bên trong nó là cao su, bên ngoài được bọc lý này, giống như mẹc đấy. Rất là hay. Đó là trang bị tuyệt vời ở trên chiếc xe. Một cái mẫu xe được chiếc xe này chưa có tên đúng không ạ? Chiếc xe này là được mang tên là Joyti Z8 nhá. Chiếc xe này nhập China nhá các bác. Đấy. 2018 số tự động, 5 chỗ gầm cao, form súp đây. Mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đây, tiếp tục này. Những con bu lông ở đây là chưa tháo vặn vọ gì nhá. Đấy, những cái móc chốt khóa rất sáng đẹp đây này. Đấy, đẹp chưa? Mới chưa này các bác. Đấy, mới chưa? Rất là mới luôn này. Bên đây cũng trang bị có ghế điện nha các bác nhá. Có ghế điện nha, lên xuống nhẹ nhàng. Đây, đây các bác này, ní này. Để nguyên bản nguyên zin nhá. Chỗ này có túi khí nha các bác. Đấy, túi khí nó là quanh xe luôn. Rất rất nhiều túi khí luôn. Đây các bác nhìn này, đây túi khí này, bô lăng túi khí này rồi. Cột trên kia túi khí này, cột đây có túi khí nữa này. Và cột kia túi khí này này, cột này túi khí này, rồi đây túi khí này, kia túi khí này dưới nữa, nhiều lắm các bác ạ. Có mẫu xe. Và ghế này các bác nhìn này. Ghế thiết kế là đẹp mắt chưa này. Đấy. Nhìn nó kiểu nó mang đậm phong cách xe sang, xe thể thao nữa đúng không ạ? Ghế này là ghế zin nguyên bản theo xe nha các bác nhá. Nguyên bản theo xe luôn. Đấy, cốp này được thiết kế là cốp, cũng là cốp điện. Đây, ấn đây mở này. Đấy, ấn đây nhá, ấn đây mở. Đấy. Và thông tin giá cả của xe thì bên em đã đưa lên đặt ở trên đây. Các bác em mình có thể nhìn. Đấy, táp lô đây, rất là mới này. Táp lô rất là mới luôn này. Đấy, rất là mới luôn. Và màn hình này là màn hình Android nhá các bác. Màn hình Android thì mình có thể là vào mạng. Đấy, mình có thể là vào mạng này. Đấy, đâu? Em sẽ cái ứng dụng nó đâu nhỉ? Cái tên, tên tiếng Anh mà em không biết nữa là không biết được vào chỗ này phải chưa? À chỗ này là đài FM rồi. Bluetooth rồi, đúng không? Đây là cài đặt rồi. Đây là mạng. À đây. Đây là những cái ứng dụng nha các bác nhá. Đâu nhỉ? Không phải, đây cũng không phải luôn. Nói tóm lại là nó có cả vào YouTube, có cả vào Zalo, Facebook các kiểu luôn. Đấy, nhưng mà nó vào cái chế độ gì ấy, em chưa tìm ra. Nhưng mà tóm lại là có các bác nhá, chuẩn chỉ là có luôn. Chỗ này là cốp đồ nữa này. Đấy, cốp đồ được ấn nút đây các bác nhá. Để lỗ thông minh Start Top, đây là cái nút Start Top của xe mà các bác nhìn được, không có hiện tượng bị mòn kém gì cả. Và đây chính là cái chìa khóa của chiếc xe nhá, chìa khóa một đôi luôn. Đấy, rất đẹp và rất mới. Gương chống chói các kiểu này. Và đây là đèn nét nhá. Đèn trên đây là đèn nét các bác. Chỗ này là vị trí điều chỉnh. Đây là nút công tắc. Và đây là công tắc đèn trần và cửa lóc nhá. Đấy, còn trên đây là cũng là đèn nét luôn nhá. Đây nút bấm cửa lóc. Cửa lóc ra vào nhẹ nhàng, trơn tru. Đấy, tiếp tục ạ. Chiếc này thì em sẽ quay nhiều nhiều, quay dài dài một chút để các bác mình lắm được về tình hình của chiếc xe này nhá. Vì đây là một chiếc xe nhiều tiền, một chiếc xe đời cao. Đấy, vì trong đợt này các bác không đến xem xe được, cho nên là em mới quay kỹ như vậy. Quay kỹ như vậy cho các bác xem. Đây. Bốn tắp đi của xe rất là mới luôn. Lòng trong hoàn toàn sơn zin nha các bác. Đấy, bốn cánh các bác nhìn không khác gì những cái mẫu xe vài chục tỷ trên thị trường đúng không ạ? Không khác gì những chiếc xe nhiều tỷ trên thị trường cả. Và chiếc này bên em có hỗ trợ trả góp nhá. Các bác chỉ cần là bỏ ra tầm khoảng 40% thôi, 40% giá trị chiếc xe thôi thì mình có thể là rước cái mẫu xe này về dùng rồi. Đấy, và mình bỏ ra thì tất nhiên nếu mà 1 tỷ thì các bác bỏ ra là 400. Còn thì như chiếc xe này thì các bác bỏ ra chưa đến 200 luôn.
hơn 100 triệu thôi thì mình đã có thể là mua được cái mẫu xe này về dùng rồi nhá. Đây, những mẫu xe như này đấy bên em về nhiều lắm. Các bác hãy đăng ký kênh để thường xuyên theo dõi cập nhật những chiếc xe như này và những mẫu xe ô tô cũ khác nữa của siêu thị ô tô Hải Dương nha các bác. Đây, rất là mới luôn, không có gì để chê đâu. Đây, xe cực đẹp. Bây giờ em sẽ mở cốp ra cho các bác xem nhá. Đấy, khi mình bật chìa khóa thì mình ấn ở đây. Đấy, bấm ở đây là cũng tự động đi lên này. Và chỗ này có camera này các bác này. Đây, chỗ này cũng nút bấm nhá. Khi mình muốn cho xuống mình bấm đây. Đấy. Và trong ở khu vực đây là các bác nhìn thấy cho em là có một cái quang hành lý của nó rất là to, rất là rộng. Đúng không? Đấy, rất là rộng. Đây là những cái máng này. Đấy, những cái máng rồi gọi là máng nước các bác nhá. Đây, để đẹp căng rất là mới luôn này. Đẹp căng luôn này. Ở dưới đây là để lốp dự phòng này. Đây, lốp dự phòng nhá. Đấy, chỗ này là mình có thể là mình kéo cái tấm này ra nhá. Đây, kéo cái tấm này ra đây. Đấy, hay chưa? Chân đế đẹp nhá. Cửa lốc, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Và cốp thì mình có thể là hạ xuống bằng cái nút ở đây. Và mình có thể là bấm điều khiển ở trong hoặc là ở chìa khóa nha các bác. Đấy, rất là hay, đúng không ạ? À, phía sau đây các bác nhìn thấy này, nó có những mắt cảm biến đùi này, các bác cảm biến đùi này, có cảm biến đùi nữa. Đấy, và nhìn đây thì cảm giác như là một đôi bô luôn, đúng không ạ? Và đèn đằng sau là một dạng đèn led nhá, đèn xịn nhá các bác. Đây là đèn xịn nguyên bản theo xe nhá. Đấy, rất là đẹp này, đây là gạt mưa này. Còn trên này là đuôi gió và có đèn kết hợp và đèn phanh này. Đấy, và có giá lóc đồng hoàng này. Đấy, đúng không? Đây là đèn này. Ok chưa? Được sơn của xe bóng đẹp cả xe toàn phần. Các bác mua về đi luôn, dùng ngay thôi, không phải đầu tư, không phải sửa sang gì nữa nhá. Đấy, ok rồi. Đấy, tiếp tục sang hai cánh bên đây, cho nhìn này. Đấy, đồ nhựa của nó này không có hiện tượng bị kém ố luôn. Đấy rồi, đây là phần cánh cửa nữa này. Tất cả bốn cánh của xe đẹp như nhau hết nha các bác nhá. Đây, cũng đều như vậy, cũng đều trang bị có một cái hộp đồ như này, bốn kính điện. Và chỗ này nhá, đấy, có một cái chỗ để các bác gạt tàn thuốc, mình lại cậy nãy như này. Đấy, rất là hay, đúng không ạ? Loa này, tất cả được ốp viền lốc mạ kim loại như này. Đây, chỗ này loa chép nhá, đây là vách cửa này. Có bu lông ở phần cánh cửa này chưa tháo vặn gì đâu. Đây, xe chưa vặn vọ gì nhá. Đấy, chỗ này được được mạ inox này, mạ kim loại này. Đây còn gọi là mạ chrome, đúng không ạ? Mạ chrome đi. Bác nào mà đây các bác nhá, đây rất là kỹ và chi tiết. Các bác cần xem thêm vị trí nào của chiếc xe thì mời các bác kết nối Zalo cho bên em theo hai số điện thoại em đọc luôn ở trên đây nhá, là số 093 8586 307 và 0389 000 555. Hai số em dùng Zalo luôn, các bác hãy kết nối Zalo để được tư vấn nhiệt tình các bác nhá. Đây, kéo cửa đây, đắp đi cửa đây, quá mới luôn, đúng không ạ? Đây, rất là nhiều chức năng này, có chế độ cụp gương và chỉnh mặt gương này. Đây là bốn kính điện và kính là kính auto một chạm nha các bác. Đây là khóa cửa này, đây cũng vậy này, có cốp đồ này, đây để đồ này, đây loa này, vách cửa này. Đây, video nào chiếc xe nào em cũng quay nhiệt tình như vậy để cho các bác xem nhé. Các bác em nhiệt tình quay, các bác nhiệt tình xem nhá. Đây, rất là mới luôn. Bên em có thu mua lại những chiếc xe mà các bác không có nhu cầu dùng. Đấy, bên em có thu mua lại. Bác nào có xe gì muốn bán thì bên em sẽ tính giá hợp lý, làm sao hợp lý nhất thị trường luôn cho các bác. Cứ có xe gì mình alo bên em nhá, hoặc là mang đến trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương, địa chỉ 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương các bác nhá. Đấy, vâng, thì về khu vực nội thất bên trong của cái mẫu xe này thì em quay đến đây là gọi là tương đối rồi. Còn đây nhá, đây em có giới thiệu thêm này, chỗ này là hệ thống chống trơn trượt này. Đây là mình khi mình đi đồi, đi dốc. Đấy, đây là khi mình đi trời mưa chống trơn trượt này. Còn đây là cam 360 này, một số những cái chức năng khác. Đây, cảm biến này. Đấy, rất là nhiều nha, radio. Đây. Hệ thống chống trơn chống trượt. Rồi cân bằng điện tử. Rồi hệ thống chống bó phanh an toàn.
rồi phanh khẩn cấp rất là nhiều luôn các bạn, rất là nhiều những cái tính năng ở trên cái mẫu xe Z8 này các bác nhá. Đây các bác nhìn này, mới chưa, rất là mới. Kính của xe là cũng không bị xước, không bị sát, xước sát gì. Đây các bác nhìn này, sơn xi đẹp bóng cầm cả con, tôn vỏ không có lỗi, vỏ kêu loang quang. Đây các bác có thể nghe vỏ kêu loang quang hết nhá. Tí em sẽ quay cả gầm nữa cho các bác xem. Đấy, đèn này cũng là đèn xịn nha các bác nhá. Lốp của xe vẫn là lốp xịn. Đây các bác nhìn cho em nè. Đây 18 này đúng không ạ? Đời 2018 đây, chứ số 18 đây. Cả 4 quả của xe đều là 2018 hết các bác nhá. Chiếc xe này rút hồ sơ rồi, các bác về mình nhập tên nhanh gọn trong ngày xong. Sang tên trong ngày, sang tên có thể là mình làm chậm một chút thì 2 ngày. Đây có cảm biến lùi này. Đây là đèn nét này. Còn đèn này là full nét rồi, các bác có cả đèn bi cầu bên trong, rất là sáng, siêu sáng ban đêm luôn. Đây là có cảm biến lùi đây này. Đấy, mặt là ga lăng nguyên bản theo xe này. Các bác về mình có thể độ mặt ga lăng lên dòng xe khác, hoặc là mình có thể dán tem, dán logo của Land Rover vào được các bác nhá. Đấy, chiếc này mình có thể dán logo Land Rover vào, không vấn đề gì cả. Đây đẹp đấy, rất là mới luôn này, sơn bóng này. Đấy, chi tiết vậy đủ từng phần một cho các bác xem. Ở chỗ này thì có một chút sơn ở cái góc chỗ khu vực đây, chỗ góc trên này nó có một chút sơn xước ở tí một chỗ này. Là xem cũ đi ra ngoài đường thì cũng không thể tránh được đúng không? Đây, cửa hít 4 cánh nha các bác nhá. Đây này em thử cho các bác xem này. Đây nó hít vào này đấy, nó hít chặt luôn cánh này thế này, nó hít luôn này, hít luôn đó, không nói nhiều, hít ngay lập tức. Đấy, và cái bậc bệ lên xuống tự động ra, tự động vào đấy, tự mo lên và tự động hạ ra, rất là hay. Sơn xi bóng đẹp toàn bộ cả xe luôn rồi. Đấy, như vậy thì phần bên ngoài em cũng đã đến đây là quay xong đúng không ạ? Đây là tương đối luôn. Đấy, đẹp chưa này các bác này, kính của xe đều là kính zin được bọc dán phim cách nhiệt rồi. Đây bên trong đây nhá, bên trong là lỉ nhá, bên trong đây là lỉ zin này. Đây lỉ zin, đây lỉ zin rất là đẹp. Đấy, phanh ABS, phanh đĩa, tất cả 4 bánh, gầm sàn đây. Đấy, cái mẫu xe mà nó đời cao như này thì ok rồi đúng không ạ? Đây mẫu xe đời cao này thì không thể mục ngoặt được. Đây, hơi bẩn thôi. Bây giờ máy nhá các bác nhá, các bác xem máy luôn đây. Em mở máy cho các bác xem. Máy thì đảm bảo các bác là máy zin. Và máy có phải là máy Mitsubishi, có phải máy của hãng Mitsubishi hay không thì các bác nhìn luôn ở trên video cho em. Đây, em đang mở cho các bác xem đây. Đây các bác nhìn này. Đây nhá. Đây. Đây là logo của Mitsubishi đúng không ạ? Logo ba cánh này. Đây chữ turbo này. Máy 2.0 nha các bác nhá. Máy rất là đẹp và rất là mới. Cái này là cái ố vàng thôi, cái là kiểu giỏ lúc thay dầu đấy, đổ nó hơi vãi một tí. Thế nhưng mà nó khô rồi các bác ạ. Đây này, kỳ không sạch luôn. Cái này mình tẩy đi là hết. Cái này nó bám vào thôi. Đấy, nó bám vào đây vãi cả lên trên này các bác ạ. Kỳ là hết nhá. Kỳ mình kỳ kỹ là hết ngay. Chứ còn thì máy là khô rét luôn, máy zin nguyên luôn. Đây capo. Đây các bác cũng đã nhìn thấy động cơ của chiếc xe này như thế nào rồi đúng không ạ? Đi tổng thành, tổng thể toàn bộ chiếc xe này em cũng đã quay giới thiệu cho các bác mình biết về hình thức, về chất lượng, rồi về những một số tính năng cũng giới thiệu luôn ở trên đây rồi. Đấy, xe cam kết không lỗi các bác nha, cam kết máy số zin, máy số ngon, gầm vệ ngon, không có vấn đề gì cả, xe không vấn đề gì cả nhá. Đấy, để các bác mình yên tâm, hoàn toàn yên tâm. Đấy, bác nào gần xa trên toàn quốc yêu mẫu này, thích mẫu này, muốn sử dụng mẫu này, mình liên hệ sớm để được chốt. Đấy, để chốt giá các bác nhá. Tất nhiên có những con bên em bán chưa tới 500 triệu, rất là nhiều. Bây giờ trong kia đang có mấy con đang bán chưa tới 500 triệu luôn các bác nhá. Đấy, chưa trên dưới 500 triệu thôi thì mình có thể là mua được cái mẫu xe này về dùng cho gia đình mình rồi. Đấy, alo sớm để chốt mức giá đẹp các bác nhá, chốt cái mức giá yêu thương và chốt mức giá rẻ, mức giá tốt, mọi thủ tục liên quan đến sang tên, vận chuyển,
các bác cứ liên hệ mọi thắc mắc, mọi cái vấn đề gì mình cứ alo bên em nhá. Đấy rồi, em đã quay xong và xin được tạm dừng kết thúc video clip này ở tại đây. Xin gặp lại các bác vào những video chương trình lần sau nhá.